Thành kính phân ưu nhận được tin buồn, Đại lão hòa thượng thích Quảng Độ, đệ ngũ tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã viên tịch vào lúc 21h30 ngày 22 tháng 2 năm 2020 tại Sài Gòn, Việt Nam, thường thọ 93 tuổi. Toàn thể thành viên hội đồng liên tôn Việt Nam chân thành chia buồn cùng tăng môn pháp quyến và giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất xin nhất tâm cầu nguyện giác linh ngài đệ ngũ tăng thống cao đăng phật quốc từ nay chúng tôi đã mất đi một bậc trí dũng đồng hành đòi tự do tôn giáo dân chủ và nhân quyền cho đất nước và dân tộc giáo hội phật giáo việt nam thống nhất mất đi một nhà lãnh đạo tận tụy suốt đời vì lý tưởng giải thoát hàng hầu bối mất đi một bậc trí nhân uyên bác kính bái giác linh ngài thay mặt hội đồng liên tôn việt nam quốc nội và hải ngoại hòa thượng thích không tánh linh mục nguyễn văn lý chánh trị sự hứa phi đạo hữu lê văn sóc mục sư nguyễn hoàng hoa